Ra giường được xem như là một tấm áo để khoác lên cái nệm của chúng ta. Nó không chỉ có tác dụng trang trí phòng ngủ mà còn tạo cảm giác dễ chịu và êm mát khi tiếp xúc với làn da trong mùa hè. Và Hương Thanh có đồng ý với Xuân Long là khi chúng ta đã chọn được một chiếc ra giường vừa ý thì nó sẽ tạo cảm giác thoải mái trong giấc ngủ không? Đúng như vậy Xuân Long. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải để ý đến tấm nệm của gia đình chúng ta nữa. Bởi vì Xuân Long để ý rằng nếu như chúng ta lựa chọn một tấm nệm mà có độ lún quá sâu, nó sẽ ảnh hưởng đến phần xương cuộc sống của chúng ta. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể lựa chọn được những tấm da, tấm nệm thật tốt, bảo vệ sức khỏe cho chúng ta đây? Mời các bạn cùng theo dõi trong một tiêu dùng thông thái kỳ này. Mùa hè đã đến. Chính vì thế, việc lựa chọn một bộ chăn da gối nệm có chất liệu mỏng và mát là điều mà người tiêu dùng quan tâm. Một bộ ra giường đẹp cũng thể hiện phong cách của gia chủ. Ngoài ra, còn tạo cho bạn một cảm giác thư thái hơn sau những giờ làm việc mệt nhọc. Và khi bước vào một căn phòng được trang trí nhẹ nhàng, thiết kế phù hợp, sẽ đem đến cho bạn một giấc ngủ ngon. Xin chào anh. Mùa hè cũng đã đến rồi. Và em muốn mua chọn lựa một số loại da cho gia đình. Anh có thể tư vấn giúp em là lựa chọn chất liệu hoặc màu sắc nào cho phù hợp với khí hậu của Đà Lạt. Xin chào khán giả của Bình Minh Cao Nguyên. Nay mình đến đây mình tư vấn cho các bạn một số về mặt hàng mà sử dụng cho mùa hè ở Việt Nam cũng như là Đà Lạt. Không nên sử dụng các gam màu nóng như là màu đỏ hoặc là màu cam. Nên sử dụng những cái gam màu trung tính như màu xanh và màu trắng, màu kem. Ngoài ra những cái gam màu thì các bạn cũng nên sử dụng các cái chất liệu 100% cotton hoặc là chất liệu lụa. Các bạn cũng sử dụng những cái họa tiết như là hoa lá cành hoặc là màu họa tiết ô và họa tiết có hình khối thì nó cũng tạo cảm giác rất là thoải mái. Trong những năm vừa qua thì công ty Hanico cũng đưa ra những cái chất liệu đáp ứng cho người sử dụng vào cái thời điểm mà hè đến. Chất liệu là tencel và nó chiết xuất từ cái cây tencel ở bên miền đông nước Nga. Lúc mà bạn làm lên cái chất liệu này rất là mát và độ an toàn của nó cũng rất là cao. Bạn nghĩ sao nếu đưa họa tiết thiên nhiên vào những bộ da giường, chắc chắn sẽ giúp căn phòng tràn đầy sức sống và cũng tạo nên hiệu ứng tươi mát cho căn phòng. Bên cạnh một bộ ra giường đẹp, một tấm nệm vừa ý sẽ bảo vệ cuộc sống, hệ xương và sức khỏe của chính bạn. Bởi một nửa thời gian trong ngày, bạn dành để nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái và giúp bạn ngủ sâu, ngon giấc. Còn đối với nệm thì em thấy cũng rất là quan trọng, là nó tốt bảo vệ sức khỏe và liên quan đến các hệ xương. Và anh có thể giúp tư vấn giúp em là nên chọn loại nệm nào cho phù hợp với từng độ tuổi. Người càng già thì sự lão hóa xương rất là cao và các cái đề kháng của người già cũng rất là thấp, nên người già mình khuyên nên sử dụng các cái loại nệm mà nó có độ nhún vừa phải và nó có độ cứng cao hơn để cho tạo cho người già nằm có sự thoải mái, không có bị lệch lạc xương. Công ty Hanico thì nó đang ra một số cái loại đệm giống như là đệm bông, được đệm bông chống khuẩn được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Đệm này thì có một cái lớp là nano chống khuẩn, nó tạo cái sự thoáng mát. Và cũng người già thì mình cũng không nên nằm những loại đệm mà dày quá. Mình nằm độ dày của nó vào khoảng cả 10-15 phân là tốt. Còn đối với những người trẻ thì mình nên sử dụng các cái nệm lò xo. Nệm lò xo thì nó làm cho cái giường của bạn nó đẹp hơn, rồi là sự trang trí của bạn nó sẽ dễ hơn. Hãy chăm sóc và yêu thương chính bản thân bạn cùng các thành viên trong gia đình từ những điều nhỏ nhặt nhất. Đó là quan tâm đến giấc ngủ để đem tới một cuộc sống khỏe mạnh.